Vâng, thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến trải nghiệm một công trình biệt thự 2 tầng được xây dựng và hoàn thiện trong năm 2020, và Thu Trang đang tiến đến cánh cổng của công trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào trong hơn để xem công trình ngày hôm nay đặc điểm chi tiết là như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự rộng thoáng của sân vườn của công trình. Ở đây thì khuôn viên đất có diện tích tổng là gần 300m². Với diện tích như thế này thì mật độ của ngôi nhà chỉ chiếm đến 35% thôi quý vị nhé. Và khi Thu Trang đứng đây thì hoàn toàn thấy được cái sự thoáng mát và rất là rộng rãi. Chủ đầu tư có thể dễ dàng đánh được xe ô tô vào trong sân này. Và khi mà nhà công có việc thì chắc chắn đây là một khoảng sân khá là lý tưởng để chúng ta có thể có những cái phần không gian sinh hoạt. Ngoài ra thì trước khi mà đi vào công trình, quý vị có thể quan sát được là ở sân chủ đầu tư bố trí rất nhiều cây cảnh này. Thì với một công trình biệt thự 2 tầng thì những cái phần cây cảnh này đóng góp vai trò rất là quan trọng. Nên là Thu Trang thấy là khi mà chúng ta xây dựng nhà, bất kể là một công trình lớn hay nhỏ thì chúng ta nên có một chút điểm xanh thì nhìn công trình nhà mình sẽ rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ hướng mắt để nhìn nhân vật chính ngày hôm nay. Đầu tiên Thu Trang thấy được là công trình được sử dụng gam màu trắng sứ toàn bộ với chỉ một tông màu này thôi. Tuy nhiên là Thu Trang thấy nét hiện đại và sang trọng, tinh tế trong công trình được toát lên rất là nhiều này. Không cần phải rườm rà, không cần phải kết hợp quá nhiều màu sắc với nhau thì chúng ta đã nhìn thấy ngay từ xa thấy công trình này đã mang được cái dáng vẻ rất là hiện đại và sang trọng. Ngoài ra thì Thu Trang còn thấy thêm là cái hệ thống mái Nhật nữa. Hệ thống mái Nhật như Thu Trang có giới thiệu rất nhiều video rồi. Đây là hệ thống mái mà được nhiều các chủ đầu tư lựa chọn với việc dễ dàng thi công, giá cả hợp lý và độ thoát nước cũng rất là tốt nữa. Nên là đây sẽ là hệ thống mái, đây sẽ là một chi tiết mái mà được khá nhiều chủ đầu tư lựa chọn trong một công trình biệt thự hiện đại. Với đơn thuần là một công trình hiện đại bình thường thì Thu Trang thấy những cái phần tường các chủ đầu tư để rất là đơn giản, chỉ là một phần mảng tường trơn thôi. Tuy nhiên là với công trình này thì Thu Trang thấy từ cái phần mặt tiền cho đến hông nhà đều được các thợ xây, thợ thi công làm thêm những cái phần rãnh gờ lồi lõm thì tạo cái hiệu ứng rất là đẹp cho công trình, vừa là hiệu ứng bề nổi này, bề chìm này, cũng như là hiệu ứng ngang dọc nữa. Khi mà chúng ta kết hợp những cái hiệu ứng này với nhau thì đây sẽ là một điểm nhấn rất là lớn cho công trình nhà mình rồi. Với những cái chi tiết nho nhỏ nó sẽ làm điểm nhấn lớn, như là quý vị có thể quan sát được đó chính là cái phần ban công của tầng 2. Ban công của tầng 2 được dùng màu sơn ở đây là màu sơn nâu đậm. Khi mà chúng ta sơn cái phần nâu đậm này thì nhìn từ xa thì cái phần ban công này rất là nổi. Đặc biệt là phần trên còn được sử dụng mái kính là mái tre nữa. Nên là cái phần mái kính này thì chắc chắn là chủ đầu tư có thể đứng ở ngoài đó và không lo mưa nắng gì, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến dần hơn để quan sát kỹ hơn các chi tiết xung quanh của công trình nhé. Như ở phần cửa chính này thì được chủ đầu tư sử dụng chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Còn lại là Thu Trang quan sát được là những cái phần cửa sổ gia chủ đã sử dụng cái phần nhôm kính sinh pha toàn bộ để có thể lấy sáng cũng như là tăng cái độ lưu thông không khí của căn nhà hơn. Và từ cốt sân cho đến cốt sàn ở đây được sử dụng hệ thống là tam cấp. Với bố cục chiều cao của công trình như thế này thì hoàn toàn cái hệ thống tam cấp này khá phù hợp quý vị nhé. Đó, khi mà chúng ta di chuyển lên trên thì thấy là cái sảnh của công trình này rất là rộng. Với diện tích kích thước mặt tiền ở đây là 10 mét, hơn 10 mét một chút. Và chiều sâu tính cả phần đua ra của phía đầu nhà đằng này thì sẽ là 12 mét. Diện tích sàn ở đây sẽ là hơn 100m² một sàn quý vị nhé. Khi chúng ta di chuyển lên đây sẽ thấy phần sảnh của công trình rất là rộng này. Đó, đây là một nơi chào đón khá là lý tưởng. Đặc biệt hơn là Thu Trang thấy cái phần trần sảnh được đưa ra khá là nhiều. Chính vì thế mà khi mà chúng ta đứng ở đây sẽ không lo về việc là thời tiết mưa nó bị hắt vào cái phần sảnh này nữa. Vì rất nhiều công trình là Thu Trang thấy cái phần sảnh không đưa ra nhiều này. Khi mà chúng ta đứng ở đây sinh hoạt ở đây thì những cái hôm mưa gió sẽ bị hắt vào sảnh và cái việc vệ sinh cũng khá là khó khăn nữa. Rất là bất tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn hai hệ thống, hai thước cột ở trước sảnh của công trình nhé. Thước cột ở đây được sử dụng hoàn toàn là hình thức vuông vức với kích thước lên đến 40x40 và lại là những cái phần đường gờ âm tường như thế này, là một cái phần trang trí gần như là đồng nhất xung quanh ngoại thất công trình.
Và trước khi đi vào nhà thì quý vị có thể quan sát thêm ở phía đằng sau Thu Trang đây là một bức tranh vẽ bằng tay quý vị nhé. Bức tranh này là hoàn toàn vẽ bằng tay quý vị ạ, chứ không phải là tranh dán hay là tranh đá gì cả. Đây là bức tranh vẽ bằng tay rất là đẹp. Và đây Thu Trang chắc chắn sẽ là một nơi chào đón khách rất rất là lý tưởng. Đó, rất nhiều cái phần trang trí cây xanh cũng như là bức tranh này nó đã tôn lên cái vẻ sang trọng, tinh tế của công trình. Và chúng ta sẽ tiến sâu vào hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào sau cánh cửa này để xem bố trí công năng bên trong của công trình này như thế nào nhé. Vâng, thưa quý vị, với diện tích một sàn lên đến hơn 100m2 thì khi bước chân vào bên trong, quý vị sẽ bắt gặp được một không gian phòng khách rất là rộng rãi ở đây quý vị nhé. Với sự bố trí bàn ghế này cũng như là kết hợp với không gian phòng thờ này, quý vị có thể thấy là tông màu được sử dụng ở bên trong chủ yếu là màu ấm của gỗ, nên là khi chúng ta bước chân vào trong sẽ cảm được cái sự thiêng liêng ấm cúng của không gian phòng thờ và thấy được sự sang trọng của không gian phòng khách. Và phía bên tay trái của Thu Trang, nghĩa là đằng sau bộ bàn ghế này, sẽ được bố trí thêm một cái hệ thống cửa sổ rất là lớn quý vị nhé. Ở đây thì được chủ đầu tư lựa chọn là nhôm kính toàn bộ, nên khi đi vào bên trong, nếu mà Thu Trang không bật điện thì chắc chắn là cái không gian bên trong này cũng đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra thì cái phần trần của công trình cũng đã được hạ cốt thạch cao toàn bộ từ không gian bên ngoài phòng khách cho đến không gian bên trong của bếp kia. Và những cái hệ thống đèn âm trần, đèn downlight cũng đã được tính toán rất là kỹ này, để khi chúng ta bật điện lên thì rất là lung linh. Đặc biệt hơn là khi Thu Trang quan sát kỹ hơn, quý vị có thể thấy là không gian phòng thờ ở đây được thiết kế theo phong cách theo kiểu hậu cung, nghĩa là phía trên sẽ không có một cái không gian nào ở phía trên cả, nên là đây sẽ là một phần tôn trọng theo phong thủy quý vị nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào bên không gian bên trong. Đây là không gian bếp ăn. Không gian bếp ăn sẽ được ngăn cách với không gian phòng khách ở phía bên ngoài bằng một hệ thống lam bê tông sơn giả gỗ như thế này. Chúng ta có thể có nhiều cách để trang trí những cái phần vách tường cũng như là phần lam, hệ lam như thế này. Chúng ta có thể thay bằng một cái phần hệ tủ để những cái đồ trang trí decor chẳng hạn. Đó, không gian bếp ở trong này cũng rất là rộng rãi, xấp xỉ tầm 25m2 quý vị nhé. Khi mà chủ đầu tư để bộ bàn ăn ở đây thì cái lối giao thông đi lại vẫn rất là thuận tiện này. Với một không gian bếp đã được trang bị đầy đủ tủ bếp rồi thì Thu Trang tin là khi mà chúng ta cất toàn bộ đồ vào trong tủ thì không gian bếp nhà mình sẽ rất là rộng rãi. Đó, không gian bếp cũng được hạ cốt thạch cao. Còn lại phía bên tay trái, cái bên cuối cùng sau nhà kia sẽ là khu phụ vệ sinh trung tầng và một lối nữa để chúng ta có thể di chuyển trực tiếp ra phần phía sân sau, tiện lợi cho sinh hoạt phải không nào. Ở tầng 1 thì sẽ được bố trí một phòng khách này, kết hợp phòng thờ, bếp ăn. Và đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên của công trình. Đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên ở dưới tầng 1. Phòng ngủ này rơi vào diện tích là 13m2. Quý vị có thể thấy là một phòng ngủ không cần phải rộng rãi, nhưng mà chúng ta bố trí được cái phần cửa sổ nên là sẽ lấy sáng rất nhiều vào trong phòng ngủ nhà mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 2 để xem bố trí công năng tầng 2 còn những gì nhé. Với thiết kế cầu thang ở đây rộng lên đến 1,1m và cổ bậc là đá kim sa đen cùng với cổ bậc trắng, thì đây là một cái hệ thống cầu thang có diện tích rất là rộng quý vị nhé. Và khi lên tầng 2, phía bên trái Thu Trang sẽ còn một phòng ngủ này, có diện tích cũng rơi vào hơn 10m2, một phòng ngủ nho nhỏ cùng với vệ sinh trung tầng. Và phía đối diện sẽ là một phòng ngủ nữa, nhưng mà tuy nhiên đây sẽ là không gian mà chủ đầu tư sử dụng làm không gian sinh hoạt chung cũng như là kho chứa đồ. Còn lại là một phòng ngủ của các bé ở phía bên tay phải này. Phòng ngủ ở trên tầng này sẽ có ban công và có diện tích tương tự với phòng ngủ bên dưới quý vị nhé. Với một không gian nhà có diện tích sàn hơn 100m2 thì như ở đây đã được bố trí 4 phòng ngủ. Như Thu Trang thấy là các không gian phòng ngủ cũng rộng rãi này, đặc biệt là cầu thang cũng rất là rộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phần ban công của tầng 2 để xem một chút view nhìn của ngôi nhà này nhé. Và chúng ta vừa đi một vòng quanh công trình biệt thự 2 tầng với diện tích sàn lên đến hơn 100m2 và diện tích ở đây rơi vào từ
10 x 12m. Nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu được một công trình có diện tích tương tự thì quý vị có thể tham khảo mẫu nhà như trên, hoặc quý vị có thể liên hệ với hotline của VC Home để Thu Trang có thể tư vấn cho quý vị mẫu nhà mà quý vị yêu thích. Còn bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn lại quý vị trong những số tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp hơn nữa nhé. Xin chào.